Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 9 giờ 19 phút Ngày 8 tháng 6 năm 2024 Nhảy vô luôn Giá của BTC là 69.200 uh, 300 xong, 300 Thì vừa rồi như vậy Nó có một sự gọi là bay bỏng Đây bạn có thể thấy là một cây cây nến đỏ rất đỏ nhưng vừa rồi cái chuyện đó mình đã cân nhắc bạn rồi chứ không phải là con không, không mình cân nhắc bạn ít nhất là 5 tới 10 cái video vừa rồi. Ok. Thì đây là mình sẽ đi lại nó một chút xíu. Và mình sẽ cho bạn cái móc giá để bạn để ý, để bạn biết chuẩn bị tới đây nó tiếp tục leo thang hay là tiếp tục sập thêm, sập thêm và sập thêm. Ok. Thì cái đầu tiên là mình bắt đầu từ cái sóng số 1 của nó đi ha. Đây là sóng số 1 của nó rơi vào ngày 6 tháng 5. Đây là sóng số 2. Đây là sóng số 3 của nó. Ok. Sóng số 4 vừa rồi là mình dán nó ở đây. Nhưng mà mình cân nhắc là nó có thể rơi vào. Ok. Rơi vào. Nó rơi vào cái khung giá này. Ok. Khung giá này là 67.200 cho tới 64.350. Vừa rồi mình có đổi lại con giá chút xíu. Thì đây cái vừa rồi cái vấn đề sập này á rõ ràng đây là cái chống lưng trực tiếp vừa rồi đây là cái chống lưng thứ hai và đây là cái chống lưng thứ ba ở dưới ở khu vực này lận ok khu vực này lận ok thì vừa rồi giá là nó rơi xuống ok và nó rơi xuống cái con giá là bạn thấy nó gần cái chỗ mà cái móc giá mà mình 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 mình, mình không có uh, gọi là mình mình để ý ok mình để ý nó rơi vào cái con giá là 60 68.400 máy là nó rơi dưới cái chống lưng này rồi có nghĩa là chống lưng này không có thể sử dụng được bởi vì mình mình có nói với bạn là nó rơi giữ được mới tiếp tục leo thang còn không giữ được nha giữ được là hố nè thì mới tới tiếp tục leo thang còn không giữ được thì có nghĩa là nó đã sập rồi ok và xác suất cao á ok mình nhảy qua cái khung một giờ một chút xíu ok thì vừa rồi như vậy nó rớt xuống như vậy, bạn có thể thấy nó chỉ là những cây đây, mình đang nằm trong cái khung 1 giờ. Thì nó rớt dưới cái con giá 69.250 nhưng mà nó chỉ là một cái cây râu thôi, một cái cây râu thôi nha, một cái râu thôi. Nha, cẩn thận, thì nó chỉ là một cái cây râu thôi. Bạn có thể thấy là nhớ mình nói là phải rớt dưới con giá 69.250 từ 3 tới 5 giờ thì nó mới sập lực. Ok. À, 3 tới 5 giờ thì nó mới sập lực thì vừa rồi bạn có thể thấy nó chỉ là một cái cây râu nó rớt dưới cái chống lưng này thôi ok thì bởi vậy cần cẩn, cẩn, thận cẩn thận nhưng mà nếu mà nó rớt dưới cái con giá này đúng không từ 3 tới 5 tiếng á, thì nó sẽ rơi cái chống lưng của nó sẽ rơi vào cái khung giá này ok đã chia sẻ rồi chứ không phải là không chia sẻ đây 67.200 à, 220 Ok, 65.820, 64.450 là con giá mới. Thì đây là một chống lưng, đây là chống lưng thứ hai. Nhưng mà cái chống lưng này á là cái chống lưng của sóng số 4. Nếu mà cái chống lưng này chống không được có nghĩa rằng á thì nó rơi ok, đây, mũi tên địa chỉ sẵn. Chống lưng này chống không được thì nó sẽ rơi vào cái chống lưng này. Ok. Nhưng mà nếu mà nó rơi vào chống lưng này á nó không phải là sóng số 2 nữa rồi nhưng mà nó là cái sóng sóng sống số 4, sống số 4 đây, vẫn vậy, nhớ nghe. Cái con giá mà mình nói sóng số 4 nó sẽ rơi vào cái con giá đó là 62, 60 66.300 và 64.300 mình đập đi đập lại 50 cái video vừa rồi rồi chứ không phải là không thì đây là sóng 3 đây là sóng 4 và tiếp tục nó vẫn có thể leo thang chứ không phải là không nha gọi là cái sóng 4 nó chưa có kết thúc thôi chứ không không có gì hết nhưng cân nhắc vừa rồi như vậy nó chỉ là một cái râu thôi dưới cái con 60 60 9250 cẩn thận cẩn thận ok nếu nó tiếp tục xuống đúng không thì có nghĩa nó là sóng 4 sẽ được dời qua bên đây còn mà tiếp tục nó bò lên lại thì vẫn có thể cơ hội là cái sóng số 3 và sau đó sóng số 4 và sóng số 5 chứ không có gì hết. Vừa rồi như vậy là gọi là nó có một sự rớt như vậy. Ok. Nhưng bạn có thể thấy là nó chỉ là một cái râu thôi, mình cần từ 3 tới 5 tiếng là rớt dưới con giá này. Ok thì mình mới xác thật lên 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 lên. Bất cứ con giá nào nằm trên bàn để xác thực thì phải phải cần từ 3 tới 5 tiếng bởi vì nhiều lúc nó sẽ đánh lừa bạn, nó sẽ dùng những cái râu nó đánh đánh xuống rồi sau nó giật lại lại. Ok, thì bởi vì cái 3 tới 5 tiếng nó sẽ giúp bạn xác thực cái hướng nó đi như thế nào. Vừa rồi như vậy, bạn có thể thấy là mình cho bạn cái con giá và cái móc giá mình cho bạn á. Là vừa rồi mình có đổi lại một chút xíu ha. Nhưng cái con giá mình cho bạn vừa rồi á. Con giá vừa rồi á. Là nó rơi vào con giá là 700. À, 70 ngàn. 290. Thì 70 ngàn 290 đâu ở cái vùng này. Ok, đâu ở cái vùng này. Thì bạn có thể thấy là nó có lên như vậy nhưng mà nó không có cố định đây bạn người ta thấy ok dẹp luôn cái cái một đỏ này bạn thấy nhớ 3 tới 5 tiếng hoặc hơn ok nó có lên nó đánh vỡ cái con 70.290 con giá cũ vừa rồi mình chia sẻ cho bạn lên 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 ở cái vùng này ok thì nó có lên nó đụng nhưng mà nó không có cố định sau đó nó sập một cái vèo đi xuống thì bởi vậy từ 3 tới 5 tiếng hoặc hơn nó giúp cho bạn xác thực cái hướng hướng ok nhảy qua không ngày chút xíu bạn có thể thấy là cái khu vực này cái đường chỉ đỏ này vừa rồi là mình cho bạn cái khu vực này trước khi nó lên nó đánh vỡ được cái 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 đường đỏ này mình cho bạn và sau đó là mình cho bạn cái đường chỉ đỏ này nó là một cái kháng cự khá là khó để phá vỡ thì vừa rồi là bạn thấy là nguyên cái khu vực này nó cố gắng phá vỡ nè nguyên khu vực này nó cố gắng phá vỡ nè nguyên cái khu vực này nó cố gắng phá vỡ và nguyên cái khu vực này đang ngay bây giờ nó cố gắng phá vỡ nó phải cần phá vỡ cái đường chỉ đỏ này thì nó mới có cái ngày nó tới cái con giá uh, 70 73 78 ok 73 738 74 75 75 76 thì nó phải cần phá vỡ phá vỡ cái đường chỉ đỏ này ok rơi vào cái đỉnh vừa rồi của nó là khoảng cỡ 70 71 9 hay gì đường Oh, you can put it right here. Thank you, thank you. À, uh, xin lỗi, mình uh, ta đem đồ ăn sáng qua tụi mình thì cái đường chỉ đỏ này là cái đường chỉ đỏ mà người ta cần phải phá vỡ nghe nè nó cần phải phá vỡ và vừa rồi bạn ta thấy là nó thử nó thử thách cái đường chỉ cổ đó cái đường chỉ đỏ này rất nhiều lần rồi nguyên cái vùng này nguyên cái vùng này nguyên cái vùng này nguyên cái vùng này ok à, bởi vì vậy nha phải cần phá vỡ phá vỡ cái con giá là 60 chính xác là 60 à, 71 900 nó kêu cho là 72.000 ngày 72 000 thì nó phải cần phá vỡ để nó tiếp tục leo thang để sống số năm được diễn ra à, mình đang nằm trong khung ngày rõ ràng nhớ đây là cái năm sống đi lên mình cần năm sống đi lên thì mình mới dám khẳng định là sống số 4 kết thúc ở đây còn nếu mình không có năm sống đi lên đó, nó vẫn có thể rơi nghe không có năm sống ngay bây giờ mình chỉ có ba sống à ba sống đi lên à thì nó vẫn có thể rơi vào cái khung giá này chứ không phải là không đây nha nó nếu nó sập dưới gì nó sập dưới cái con giá gì nó sập dưới cái con giá là 64.000 ok 450 vừa rồi là 64.350 đã, đã đổi đã đổi đã đổi đã đổi thành 64.450 nếu sập dưới con giá này thì nó sẽ rơi vào nguyên cái khung giá này là 61.800 ok uh, 55.000 ok 50.000 đây là thiệt sự là cái chống lưng quan trọng và nhắc nhắc đi nhắc lại ngày nào cũng vậy ok là cái con giá 50.800 nó mới là cái chống lương quan trọng nhất trong tất cả những cái sóng ok thì nếu mà nó sập dưới cái con giá ná này đúng không sập dưới cái con giá này ok đây là cái khung ngày ngày sập dưới cái con 64.450 thì không có gì hết cái sóng số 4 khung khung ngày này là khung ngày thì nó sẽ đi rơi vào cái vùng giá này thì bởi vì vậy mình đã để sẵn cho bạn luôn ok một sự tính toán trước nếu nó sập dưới con giá đó thì sóng số 4 chưa kết thúc nó sẽ đáp cánh cái vùng này và xác suất là đáp cánh ở cái khu vực này 55 giữa 55 và 50 rồi sau đó là bay lên rồi sau đó sóng số 5 mới được diễn ra thì có nghĩa là một là lên luôn ngay bây giờ một lên luôn ngay bây giờ một lên luôn ngay bây giờ hai là nó sẽ có một sự gia hạn xuống cái khung này đã rồi sau đó nó mới lên nghe thì nó là vậy nghe cân cân nhắc cân nhắc chứ không phải là uh, mình chưa có năm sóng đi lên đừng có nghĩ là mình sẽ đi lên trên mây luôn em bây giờ chừng nào mình có năm sóng đi lên thì cái câu chuyện nó là khác ok để xác thực cho một cái trend đi xuống đổi thành lên từ 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 xuống đổi thành lên, từ xuống, đổi thành lên thì cái đầu tiên là mình cần năm sóng đi lên và đây là những kiến thức mình đập đi lặp lại ok một năm rưỡi trời ok <laughs> hơn nữa hơn nữa ok thì nó là vậy vẫn vậy không thay đổi nha vẫn vậy không thay đổi ok mình cần năm sóng đi lên thì về cái cái này á nghe cẩn thận nếu mà nó tiếp tục sập xuống nữa tiếp tục sập xuống nữa, ok? thì có nghĩa rằng á là sóng số 4 này nè sẽ được dời từ cái khu vực này qua bên khu vực này thôi chứ không gì hết nha nghe. nghe và mình đã để và đây là không phải là chuyện mới mẻ mình đã để sẵn đó cho anh em luôn rồi đúng không? mình để, đã để mình đã để sẵn mình đã để sẵn đó cho mọi người luôn rồi chứ không phải là không, ok? mình đã để sẵn đó luôn rồi nếu mà nó sập xuống thì là sóng số 4 sẽ rơi được rơi vào cái khung giá này sóng số 4 này ok và sau đó là sóng số 5 sẽ được diễn ra rơi vào cái khung giá này ok chứ không gì hết ngay nhớ sóng số 4 đây là cái chống lưng của sóng số 4 đây là cái con giá quan trọng quan trọng quan trọng ok vẫn vậy là 64 000 à, 450 cái này bạn có thể nâng nó lên một chút xíu ok và mình sẽ đem cái vành đỏ lên luôn ok cái vành đèn này lên luôn ok xin lỗi bạn ok uh, thì đó là vậy ngay ngay rõ ràng là nếu mà giữ được giữ được vẫn giữ được tiếp tục leo thang thì là tiếp tục thôi chúng gì hết nha. và vừa rồi mình đã nói là từ 1 xuống 2 cân nhắc là cái vùng này mình quay lại coi cái okay, trong video rồi là lạng ngoạn là một hai ba ba sóng này không phải là ba cái sóng bởi vì nó khá là ngắn và mình nói đây là chỉ là sóng 1 của nó đây là sóng 2 của nó này và đây là sóng 3 của nó đây là A này, đây là B này, đây là C của nó. Thì vừa rồi là A, B, C được diễn ra. Cũng giống như là mình có chia sẻ cho bạn trong cái video vừa rồi. Thì nó là nó là chỉ là cái sóng 2 thôi. Nếu nó tiếp tục leo, thang, okay? nếu nó tiếp tục leo thang thì sóng 3 sẽ được diễn ra. Sau đó mình có cái sóng số 4 và sóng, sóng số số 5. Nhưng để những thứ mà nó đang nằm trên bàn ngay bây giờ thì riêng và hình hài của nó đây bạn có thể thấy. Ok. Thì nó giống như là một cái lá cờ, nó giống như một cái lá cờ mà gọi là bearish flag và nó giống như một cái lá cờ mà nó gọi là bearish flag và cái bearish flag đó okay. cái bearish flag đó thì xác suất là nó sẽ xuống 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 tiếp theo nha nó cũng giống như vậy là nó giống như vậy các okay, bạn có thể thấy là nó khá là khá là, khá là giống như vậy đây và các bạn có thể thấy ok đây nó khá là giống như vậy cái okay, nếu bằng vẽ nó ra ok thì tiếp tục là xác suất là nó có thể xuống thêm nhà xác suất cao ngay bây giờ bởi vì nó sập vừa rồi vừa rồi nó sập như vậy đúng không nó lên lại chút xíu nhưng nó tạo hình hài của nó thì nó tạo cái này thì bởi vì vậy xác suất là nó sẽ đi xuống thêm một khúc nữa có thể là nó thử thách cái sóng số 4 của nó thôi giống gì hết nha là sóng số 4 sẽ được dời nhà sóng số 4 không có kết thúc ở đây sóng số 4 sẽ được dời qua bên đây là qua bên đây là ok và rơi vào cái khung giá này để bạn thiệt sự để thu gom rẻ hơn để trước khi nó bay vậy thôi chứ không gì hết nha à, đây là một ngày rõ ràng rồi các ta thấy là đây bạn có thể thấy nó vừa rồi là nó không có một sự bay bổng trong máy đâu biết là nó sập như vậy nhưng vẫn vẫn nó vẫn nằm trong một cái khung như vậy nha nó vẫn nằm trong cái khung đỏ vẫn nằm trong cái khung xanh tới đỏ này trong cái khung ngày trong gì hết nhiều lúc bạn coi cái khung giờ khung một phút đó bạn à, gọi là gọi là đau đầu nhưng bạn có thể thấy là vừa rồi cái sự rớt rớt của nó à bốn phần trăm trong bốn phần trăm bốn phần trăm rớt như vậy trong tiền điện tử cũng giống như, như btc là một cái chuyện bình thường bình thường và bình thường cho những người mới bước vô thị trường nghe cái đó là một chuyện bình thường nếu bạn mới thì bạn chưa bao giờ trải nghiệm những cái thứ đó nhưng ở đây đó là tất cả những cái thứ vừa rồi xảy ra nó là một chuyện bình thường chứ không yet. ok à, đây giữ được ok giữ được nó không sập dưới cái con giá này vẫn vậy 69.250 thì sóng số 3 sẽ được diễn ra. Còn mà sập dưới, ok, thì nó là sóng số 4 lớn từ đây được chuyển chuyển qua đây chứ không gì hết. Đây là sóng số 3 nè, ok. Và là sóng số 4 sẽ được chuyển qua bên đây, ok, chuyển qua đây. Miễn sao chống được trên những cái chống lưng này thì tiếp tục sẽ lao khang, không có gì hết, nha. Yeah. Ok. À, và đã nói về cái cái lá cờ này rồi chứ không phải là không, ok, cân nhắc cân nhắc. Bạn có thể cài đặt thêm một cái cái báo thức là 69 000 À, 250 thêm một lần nữa. 250 thêm một lần nữa. Nếu mà nó rớt xuống một lần nữa thì nó nói lên cái câu chuyện là đã xuống. Đã xuống thì nó xuống trong cái xuống cái chống lưng này thôi. 64 số 4 sẽ được dời qua cái chống lưng này. Đây là nó phải nằm trên cái con giá này. Nó có thể râu ria xuống, nó có thể đánh một cái râu xuống rồi nó lên lại vẫn được không sao hết. Nhưng mà nếu mà nó nằm dưới cái con giá này từ 3 tới 5 tiếng thì đã sập rồi, đã sập rồi, có nghĩa là nó sẽ rơi vào cái khung giá này là 55 tới tới 50 rồi, Ok, cân nhắc, cân nhắc. Ok, những cái gì mình nói cho bạn á nó có liên quan với gọi là cái cái tương lai của nó. Bởi vậy bạn nghe thì phải nhớ là nó thấm vô trong tuổi của bạn để bạn hiểu nha. Mình nói tới đây nó lẽ là bạn phải hiểu hết rồi chứ không phải là không có gì không hiểu hết nha. Nếu mà không hiểu có nghĩa là không có thể chốt đơn được. Ok, không hiểu có nghĩa là thiệt sự bạn không hiểu. Nghe gọi là ok. Uh, còn gì nữa ta? Để nói, à, xóa luôn cái này đi ha. Ok, à, mình bỏ lại, mình bỏ lại. Ok, nó là cái sóng số 3 của nó. Chỉ chống được ở trên con giá này thì sóng số 3 nó sẽ được diễn ra. Ok, không chỉ vậy, một cái quan trọng mình muốn cộng cho bạn thêm là cái con giá này. Đây là cái kháng cự cho nó ngay bây giờ. Kháng cự. Đây là cái con giá quan trọng nhất ngay bây giờ cho nó. Ok. Đây là con giá quan trọng nhất ngay bây giờ cho nó. Nếu mà nó lên nó đánh vỡ được con giá 70.200 thì xác suất á là nó là cái sóng 2, sóng số 2 và sóng số 3 được diễn ra. Nếu nó lên nó đánh vỡ được con giá 70.200 thôi. 70.200. Nhớ đánh vỡ con giá 70.200 nằm trên con giá 70.200 từ 3 tới 5 giờ, từ 3 tới 5 giờ cũng giống như đây, ngay từ 3 tới 5 giờ. Từ 3 tới 5 giờ thì mình mới xác thực là sóng số 3 sẽ được diễn ra. Ở đây bạn có thể thấy là cái okay, khung ngày nè, vừa rồi nó đánh vỡ cái con giá 7 bảy ngàn hai trăm chín mươi nhưng ok nó không được bao nhiêu lâu là nó sập lại liền ok thì cẩn thận cẩn thận thì bạn phải đợi bạn phải có một sau khi nó rờ được cái con giá bảy 200 hai trăm thì bạn phải có một chút thời gian để xác thực có nghĩa là từ ba tới tới năm giờ mới xác thực là nó đi lên được còn nó chỉ rờ không thôi thì không có tính không có tính bởi vì nó chỉ rờ không thôi thì nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào Ok. À. Thì nó là vậy, nghe cân nhắc là giống như nó sập dưới thằng này, sập dưới thằng này phải từ 3 tới 5 tiếng thì nó mới xác thật là nó sẽ rơi vào cái khung chống lưng này. Còn nếu mà nó nó đánh một cái râu như vậy thôi thì nó vẫn có thể lên lại, nó nó chỉ là nó vẫn có thể là sống số 2 bởi vì nó không phải là từ 3 tới 5 tiếng dưới cái con giá này nha thì cũng giống như vừa rồi nó lên đây nha nó chỉ là một cái râu lên đụng tới được con giá um, đánh vỡ được uh, nó lên tới 72 đúng không mà sau nó sập lại một cái vèo cái okay, thì không có tính thì để cho mình biết là tất cả mọi thứ leo thang luôn á thì nhớ cân nhắc trong cái khung ngày nó phải cần đánh vỡ cái khu vực này là cái đỉnh vừa rồi 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 của nó ok 72 000 7 7 khoảng cả 72 000 Ok um, mình sẽ mình sẽ xóa bớt vài thông tin nha và đây con giá là con giá 70 mình sẽ vẽ một đường chỉ cho bạn 72 000 cái okay, 72 000 thì mình sẽ đem cái con giá này xuống mình sẽ vẽ nó qua cái ok mình sẽ đổi nó thành màu vàng là cái màu quan trọng ok mình sẽ cho bạn một cái móc giá đây 72 000 72 000 sau 7 70 200 là cái con giá quan trọng ngay bây giờ nó nói lên câu chuyện xuống lên nha à, về hình hài thì rõ ràng là bare flat ok gọi là sập, sập 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 thêm nhưng mà đây là cái con giá mình muốn bạn quan tâm là con giá 72.000 72.000 nếu nó cắn được 72.000 thì xác suất ok xác suất là nó sẽ sẽ bò lên lại nghe nó sẽ bò lên lại nha bò lên lại ok bò lên lại vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ok mình sẽ cho, mình đã cho bạn những cái sự chuẩn bị ok nếu mà cắn con này thì tiếp tục sống số 3 sẽ được diễn ra đây cái okay, cắn con giá này ok bảy bảy ngàn hai trăm còn mà sập dưới cái con này cặp dưới con này từ 3 tới 5 tiếng thì rõ ràng là bạn phải biết rồi nó là sống số 4 rồi vào khung giá này thử thách thêm một lần nữa chống trên con này nhà chống trên con này tất cả mọi thứ sẽ lâu thang và sống số 4 của nó là cái nghĩa là đây ok sẽ được dời qua ok sống số bốn ok dời qua đây rồi có gì ok ok đây là một okay. đây là hai đây là ba của nó ok đây là bốn của nó ok miễn sao chống trên con giá này và tiếp tục là sóng số năm được diễn ra ok thì rõ ràng là rất là nhiều chi tiết trong đây ok những cái sóng nhỏ mình cộng thêm để chủ yếu để cho coi giúp bạn có thể chốt đơn chốt đơn nhưng xác uh, suất Ok, ngay bây giờ nó vẫn là lên 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 vừa rồi như vậy. Ok, nó đã xảy ra bao nhiêu lần trên cái con đường đi lên này chứ không phải là không. Ok, cái con đường đi lên này và có thể nó xảy ra ở đây, okay. nó xảy ra ở đây. Ok. Nó xảy ra ở đây. Ok, nó xảy ra ở đây. Ok, xảy ra ở đây thì khá là nhiều à, nó đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, đó là một chuyện bình thường trong thị trường trong gì hết. Ok. Vậy thôi. À, cân nhắc con giá 70.200 nếu cắn con giá đó thì xác suất có thể là sống số 3 đã được diễn ra kể bảy chút ngàn hai nhà nhớ cắn nó bà tên nằm tiền bà tên nằm tiền các Còn mà nó sập lại Ok nó sập dưới có con giá này Ok sập dưới con giá 60 69 ngàn 250 thì đây là cái cây okay, cái cái chồng lần kế tiếp cho nó cuộc sống số 4 nghe được dời qua Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này mình có ghi vài thông tin xuống để mình coi mình có bỏ lỡ một cái thứ gì không không có thì mình xin phép kết thúc những gì vừa rồi nó xảy ra thì nó là một chuyện bình thường trong cái thị trường chứ không có gì hết nha à, đây, à, đây đây bạn có thể thấy là đây là khung ngày sóng số 1, số 2, số 3, số 4 đang số 3, số 4 đang được dán ở đây nếu mà nó sập xuống thêm thì sống số 4 có thể dời qua anh đây và mình đã để sẵn nó cho bạn luôn rồi miễn sao sóng số 4 là sóng gì nó không sập dưới cái con giá này ok thì nó là vậy ok cái đây là cái kháng cự khó khăn cho nó khung ngày ngày bây giờ vẫn vậy nghe không khác đây cố gắng đánh vỡ mà đánh vỡ không được okay. cái chống lưng 61.800 50.000 vẫn là cái chống lưng quan trọng nhất ok ngay bây giờ mình chưa có năm sóng đi lên chưa cái gì mà là chắc chắn hết chưa cái gì là chắc chắn hết nha à, chưa dám là sóng số 4 kết thúc ở đây nha bởi vì mình chưa có năm sóng đi lên ok nó vẫn có thể rơi vào cái khu vực này ok cân nhắc cân nhắc cân nhắc trước rồi lúc nó xảy ra là gọi là nó mình không muốn nó xảy ra nhưng mà nếu nó xảy ra thì mình đã cân nhắc bạn rồi chứ không phải là không ok Um... À, mình có nói về cái, cái cái lá cờ cái lá cờ này cái okay, cẩn thận cái cẩn thận với nó cái okay. đây nó là một cái lá cờ bearish đúng không? cái okay. cẩn thận, cái okay. ngoại trừ nó làm gì? ngoại gì nó lên nó cắn giá bảy 200 hai trăm cái cẩn thận, bảy chục ngàn hai trăm Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái video này. Để ý con giá 70.000. ngàn, đây là cái kháng cực. giờ mình dựa cái này qua đây chút xíu đi ha. Đây là con giá quan trọng nhất cho nó. Ok, đây là con giá quan trọng nhất cho nó ngay bây giờ là 70.200. Cắn được. thì nó chứng tỏ là, 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 là có thể đây là cái đáy của sóng số 2 rồi. Và sóng số 3 sẽ bắt đầu lên cái khu vực này. Khu vực này. Ok, còn mà nó nó sập dưới con giá này từ 3 tới 5 tiếng thì là mình biết rồi là nó sẽ rơi vào cái chống lưng kế tiếp của đó ok mình sẽ đi từng chống lưng như vậy sập chống lưng này qua chống lưng này sập chống lưng này thì qua cái chống lưng cái chống lưng này ok nhưng xác suất ok xác suất ngay bây giờ thì nhớ là mình không có năm sóng đi lên mình phải cần năm sóng đi lên phải cần đến bờ cái cây khu vực này ok cái khu vực này à, rơi vào con giá là 72.000 ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào ok nếu mà kìm được kiến thức ứng vô chữ à, ứng vô ngón tay bên dưới ứng vô ngón tay bên dưới nếu cái tín hiệu nó chuẩn cho mình xin chữ chuẩn ok à, đây vừa rồi là nó không có một chuyện gì xảy ra đây hết ok năm sóng đi lên tạo sóng một ba sóng hồi tạo sóng hai một này hai này ba tạo sóng 2 chung coi gì hết ok nếu nó tiếp tục là thẳng, kép okay. vậy thôi xin chào mọi người